Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Augustino Vũ Đình Tiến, Đa Minh Vũ Minh Sinh, Dominico Đỗ Huy Hoàng, Gioan Nguyễn Minh Hùng, Phêrô Hoàng Ngọc Thực, Vincente Nguyễn Văn Chí, Anna Trần Thị Thanh, Maria Nguyễn Thị Trang, Teresa Trần Thu Đào Thu, các linh hồn Du Xe mới qua đời ở Việt Nam, gia đình Nguyễn Hạnh xin tạ ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thư nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Khởi đầu sách Rút. Vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người tên là Elimebret cùng với vợ là Naomi và hai con trai bỏ Bethlehem miền Juda đến lập cư trong cánh đồng Moab. Sau đó người chồng chết đi, còn lại bà vợ và hai người con. Hai người này lấy vợ Moab, một cô tên là Ốc-pha, cô kia tên là Ruth. Họ ở lại đó chừng 10 năm. Một thời gian sau, cả hai người con trai đều chết, còn lại bà Naomi mất chồng, mất con. Bà lên đường cùng với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Moab mà trở về quê hương. Vì tại cánh đồng Moab, bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân người và cho họ có bánh ăn. Ốc-pha ôm hôn từ giả mẹ chồng, còn Ruth thì cứ khăng khít theo bà. Bà Naomi nói, kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi. Ruth đáp, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa. Vì mẹ đi đâu,
con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Thế là từ cánh đồng Moab, bà Naomi trở về cùng với con dâu người Moab là Ruth. Họ đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Đó là lời Chúa. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Phong thay người đưa Chúa trời nhà Gia-cốp phù hộ, và cây trông Chúa Thiên Chúa họ thờ. Người là đấng tạo thành trời đất và biên khơi, cùng muôn loài trong đó. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, sự công minh cho người bị á bưng, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Chúa giải phóng những ai tù tôi, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chiều những người công trên. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Chúa phù trợ những khanh ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng pha vờ miêu đồ bọn an nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Si-on hỡi, Chúa trời ngươi hiến chi ngàn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp lại nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giê-xu đáp: Phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và cách sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, khi nói đến yêu thương, chúng ta nghĩ đến con người. Đây chính là đặc điểm của con người. Thú vật có thể có cảm giác, nhưng không hẳn là yêu thương. Chỉ có con người được Thiên Chúa tạo dựng theo giống hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh Thiên Chúa tình yêu, thì mới đích thực được mời gọi yêu thương mà thôi. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata,
Ngài nói rằng nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà ghét người anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn chúng ta đã nhận được từ Ngài. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Vâng, ngày hôm nay nhóm trong bài tin mừng, nhóm sau đốc đã thử Chúa Giêsu và Ngài đã trả lời họ một cách thật rõ ràng điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai. Vâng, quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay hơn bao giờ hết, điều răn yêu thương phải là đường lối của người Công giáo. Tình yêu phải được nung đốt ở nơi bàn tiệc thánh này để chúng ta lãnh nhận tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Tình yêu của Chúa phải được lan tỏa đến từng gia đình, đến từng người, từng cá nhân vào chính Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu tha nhân cũng là mực thước để chúng ta kiểm nghiệm lại tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa được trung thành đến mức độ nào. Tình yêu kiểu mẫu mà chúng ta noi theo trong suốt hành trình, trong kiếp làm con người. Kiểu mẫu tình yêu đó là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu vì yêu thương và vâng phục Thiên Chúa Cha, và Ngài đã hy sinh và chịu chết vì chúng ta. Cuộc tế lễ xưa tái diễn nơi bàn thờ, chúng ta đã và hãy tiếp tục hiệp thông với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm lễ tế này, lễ tế của tình yêu. Quý ông bà và anh chị em, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng phải được tỏ hiện với tha nhân. Chúng ta không chỉ chứng tỏ tình yêu đối với tha nhân bằng lời nói, nhưng phải bằng cả hành động, bằng sự nhẫn nhục, thứ tha, cảm thông của chúng ta nữa. Lời của Thánh Augustino, tiến sĩ của Hội Thánh, nói rằng: nếu bạn cần thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương. Nếu bạn phải nói, hãy nói vì yêu thương. Nếu bạn sắp phải khiển trách một ai đó, hãy khiển trách vì yêu thương. Nếu bạn muốn tha thứ, hãy tha thứ vì yêu thương. Bạn hãy luôn giữ trong tim cột rễ yêu thương, vì những điều tốt đẹp chỉ mọc lên từ cội rễ đó. Vâng, quý ông bà và anh chị em, lời của Thánh Augustino đáng để chúng ta suy ngẫm trong cuộc đời, trong hành trình dương thế này. Chúng ta hãy nhận đây là những lời vàng học để chúng ta thực hành, không phải là lời để chúng ta đối chất với người thân của chúng ta khi chúng ta thấy họ thinh lặng, khi chúng ta thấy họ phải nói, khi chúng ta thấy họ phải khiển trách, khi chúng ta thấy họ phải tha thứ. Nhưng nó là lời để giúp cho chúng ta kiểm điểm lại con người của chúng ta khi chúng ta thực hành yêu thương. Giờ đây, khi cử hành phụng vụ Thánh Thể trong ngày thứ sáu, ngày kính Thánh Tâm Chúa, chúng ta hãy ngụp lặn
trong tình thương của Thiên Chúa. Để rồi khi ra về, chúng ta hãy sống chan hòa tình người với nhau. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này, là cho chúng con được đón nhận chính Chúa. Khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó, mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng:
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn.
Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.